Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, suốt đêm qua và sáng sớm nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9 lại kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Quảng Ngãi đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa cá biệt ở một số nơi như sau. Tại Ta Si Láng của Yên Bái là 76mm, tại La Khê của Hà Tĩnh 77mm, tại Phúc Trạch Quảng Bình là 123mm, tại Trà Phong Quảng Ngãi lượng mưa là 136mm và tại Trà Rơi của Quảng Nam là 164mm. Dự báo trong 6 giờ tới, mưa vẫn tiếp tục trút xuống ở hầu khắp Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Tây Nguyên. Dự báo lượng mưa tại các tỉnh Bắc Bộ từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Các tỉnh từ Quảng Nam cho tới Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 70mm. Do có mưa lớn nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa cho tới Bình Định và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, do mưa kéo dài nên trong chiều tối nay, lũ trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh và sông Danh tiếp tục lên. Sông Kiến Giang, các sông từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai xuống chậm. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị, các khu vực này người dân sinh sống cần hết sức lưu ý đề phòng. Tiếp tục với tình hình thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở Bắc Bộ mưa rào và dông sẽ còn kéo dài từ hôm nay cho tới hết ngày 30 tháng 10. Cùng với mưa trời chuyển lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 cho đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Ban ngày mức nhiệt cũng không vượt quá ngưỡng 25 độ. Nằm trong xu thế chung của thời tiết khu vực, thủ đô Hà Nội trong hôm nay trời nhiều mây, mưa xuất hiện rải rác trong ngày. Càng về chiều tối thì khả năng mưa rào xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ vì thế cũng không cao, cao nhất chỉ khoảng 24 độ. Còn về đêm, mức nhiệt hạ xuống còn 21-22 độ, trời rét nhẹ. Quý vị đừng quên mang theo áo khoác và cả vật dụng che mưa trong tiết trời này. Còn tại thành phố Đà Nẵng trong buổi sáng nay, thời tiết thành phố được dự báo là vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, thế nhưng mưa thì đã giảm bớt. Thậm chí đến trưa và chiều, trời sẽ chuyển tạnh ráo. Nhiệt độ trong hôm nay tăng nhẹ trở lại lên mức 27-28 độ. Còn về tối và đêm, trời se lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng 23-24 độ. Thời tiết thuận lợi để người dân Đà Nẵng tiến hành dọn dẹp nhà cửa, công sở, đường xá, khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 để lại. Lùi xuống phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nắng nhiều nhất suốt từ sáng tới chiều. Những khoảng nắng gián đoạn đan xen với mây sẽ làm ẩm bầu không khí. Vì thế mà nhiệt độ cao nhất trưa nay dao động trong khoảng là 30 đến 31 độ. Còn về chiều tối, trên thành phố có thể xuất hiện mưa rào và dông. Tuy nhiên quý vị không cần quá lo lắng vì mưa không kéo dài và lượng không lớn, chỉ dưới 10mm, nên nhìn chung không gây ảnh hưởng quá nhiều tới các hoạt động hàng ngày của quý vị. Theo lại bản tin thời tiết trưa nay sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ cho các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.